Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2022. Đây vườn này là năm thứ tư rồi đây. Đấy, già đẹp chưa? Mũ sản lượng này. Đây này, năm thứ tư này, năm đầu tiên làm bây giờ liền. Đây đấy, ai bảo là nứt cây đâu? Đấy, năm đầu tiên này bây giờ làm lại được rồi này. Đấy, đây là cây chú 4 năm. Đấy, năm đầu tiên chưa có kinh nghiệm này. Về sau có kinh nghiệm nhanh có hơn. Kinh nghiệm là liền nhanh hơn đúng không? Đấy, mũ này trên 40 độ, 46 độ. Tô đen. Đấy. Đó, năm nay là sản phẩm túi nhún. Chuyển sang túi nhún hết rồi. Bà con làm nó nhàn. Cái này năm ngoái đây. Đấy. Năm ngoái năm nay sắp liền rồi. Có thể chọc lại được rồi nhưng mà không cần chọc, còn đầy chỗ. Còn đầy chỗ này, cạo thì hết rồi nhỉ. Nếu mà cạo rồi cạo đục thì, rồi đấy. Cạo thì chắc là đục hố lấy chậm rồi. Đó, cái to này, nó chưa đủ khí đâu. Hấp thụ khí hơi chậm. Đấy. Cây vừa là nó đủ khí. Đó, thấy chưa? Đây mũi thứ ba đấy. 46 độ nằm gốc. Gần gốc chưa giáp gốc. Giáp gốc khả năng ít. Thế này anh làm khoan phải trên chục năm nữa phải hết. Trên chục năm thì hết được. Đấy. Đây mình vài năm nữa là ăn lại chỗ này được chứ. Mình ăn tái sinh này này. Đấy. Ăn lại tái sinh mình cạo này. Ok đấy, luôn. Mọi người vẫn là nứt cây với lại chết cây. Đây vườn tốt phết này đấy không? Lá xanh đen luôn. Phải làm năm thứ tư rồi. Các bác làm cái bịch kia 3 tháng sau rút hết. Đó, mũ đều đều này được rồi. Em mới nhát thứ ba đây đấy, mũ thứ ba đây đấy. Đó. Ai có nhu cầu thăm vườn đến liên hệ mình để mình dẫn vào cái vườn năm thứ tư này nhá. Đây, năm nay chuyển đổi qua bộ túi nhún này, không đáy. Mỗi năm làm bịch đi bơm nhiều lần quá. Nhọc. Năm nay chuyển sang túi nhún hết. Tương lai chắc chuyển sang túi nhún hết thôi. Và năm nay làm sao này là cũng chặt thôi. Rồi, chào mọi người nhá.